Nói chung là quyết định nó không phải là gọi là quyết định nữa, mà Huy nghĩ là thứ nhất là do cái duyên. Cơ duyên. Đúng rồi, cơ duyên rất là tình cờ thì Huy được nhận lời mời làm MC của chương trình. Và chương trình đó thì Huy là lần đầu tiên mình đảm nhận vai trò MC luôn. Rất là khó. Lúc đó mình đang nghĩ trong đầu là không thể nào làm được, bởi vì là Huy nghĩ là MC là một người cực kỳ gọi là hoạt ngôn, và thứ hai nữa là lúc nào phải chuẩn bị sẵn tâm lý để ứng biến. Thì Huy nghĩ là khi mà mình làm chương trình đó, mình nghĩ là không thể nào mình làm được người MC, bởi vì quá khó. Thay vì với ca sĩ chỉ hát và biểu diễn thôi như mình quen biết rồi, mà thời gian sau thì nhiên cách không biết cơ duyên lại tiếp tục được nhận thêm những cái lời mời nữa, và Huy dần dần mới cảm thấy đây cũng là một công việc mình thử mình lớn sân rồi đó như thế nào. Rồi lớn sân quá riết rồi bị cảm thấy bị nó cuốn vào nó, bởi vì nó là một cái nghề mà nó bổ sung cho Huy rất là nhiều những cái khuyết điểm trong cái công nghiệp ăn nói này. Đúng rồi, ăn nói, cái ứng xử cũng như là làm sao để mình giao lưu với lại nhiều cái lứa nghệ sĩ khác nhau, nhiều cái từng lớp nhiều nghệ sĩ hệ nữa, đúng rồi, thế hệ nữa, và học được rất là nhiều từ những anh chị. Nếu mà không có những chương trình đó thì Huy không bao giờ là nghĩ mình có dịp được gặp lại anh chị đó. Và nói chung là khi mà mình lớn sân vào thì cũng đã gặt hái được những thành công nhất định, và Huy nghĩ là đây cũng sẽ là một cái thử thách cho mình. Bởi vì ngày xưa nếu mà mình xác định là mình chỉ là thử sức và lớn sân thôi, còn bây giờ thì mình sẽ quyết định là mình sẽ phải trau dồi và củng cố. Chính xác, chính xác.